Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Người Đá Vùng Cao. Và ngày hôm nay thì em Bình và em Thọ Chứ và em Dương, ba anh em thì cùng nhau vào trong này để tìm các hoàn cảnh khó khăn ấy cô chú ạ. Thì ba anh em vào đây thì thấy hoàn cảnh ba cháu với lại một bà cụ thì rất là già rồi. Mắt của bà thì cũng không nhìn thấy. Ba cháu thì bố mất, mẹ thì cũng bỏ đi Trung Quốc rồi. Hiện tại thì ba cháu cũng còn rất là nhỏ tuổi và rất là đáng thương. Vì vậy thì ba anh em cũng vào đây để mà ghi hình cũng như là chia sẻ lên trên kênh để cho các nhà hảo tâm thương đến bốn bà cháu thì có thể giúp đỡ. Đây là bà. Bà thì cũng rất là già rồi. Sao nếu mà chạy xong hào tổ? Ông ấy chỉ chào xong. Đúng, năm nay thì bà cũng đã có 80 tuổi rồi. Bà thì có 80 tuổi rồi. Đây con cháu bên này đó. Đây cháu tên gì đấy? Sò. Tên Sò à? Học lớp mấy rồi? 3. Lớp 3 à? Đấy còn em gái này tên gì đấy? Tên Lý Thị Sai. Tên Lý Thị Sai à? Lư Thị Sai. Còn em trai này? Lư Mí Pó. Lư Mí Pó à? Đấy, các cháu thì còn rất là nhỏ. Cháu học lớp mấy rồi? Lớp 3. Đấy, còn em có đi học không? Không à? Thì thưa cô chú ạ, lúc đấy thì ba anh em vào đây thì cũng có nói chuyện với các cháu rồi. Thì bà nói là mắt của bà cũng không nhìn thấy và cũng không có người lớn để chăm sóc bà. Nên là cháu gái cũng đã về để mà giúp bà nấu cơm nhá, để chăm sóc bà rồi. Đấy, ông có chạy xong nào? Đấy, em gái thì vừa mới có 11 tuổi thôi, nhưng mà cũng đã phải bỏ học về để nấu cơm cho bà rồi, vì là bà là mắt không nhìn thấy. Đấy, thì ngày hôm nay thì cũng do cái tình hình dịch bệnh Covid nên là hai cháu thì cũng đã được nghỉ và cháu gái thì cũng ở nhà để mà giúp bà. Ừ, hắn không nên nói chỉ sao? Thường ngày là ăn gì đấy em? Ăn chay. Ăn gì? Thả lỏng cho chim à? Nên nó mỏ chị? Nó mỏ mỏ rồi à? Đấy, hai cháu còn rất là nhỏ tuổi nên là cũng hơi ngại tiếp xúc. Vì là em mình vào đây cũng là lần đầu ấy, là các cháu thì cũng chưa được tiếp xúc với người bên ngoài. Ở trong này thì ở tiết trong rừng rồi nhé cô chú ạ, rất là xa. Em mình chỗ này lúc chơi hả? Em mình sẽ lọc, em mình nhượng à? Đấy, bây giờ thì em mình sẽ xin phép bà rồi là sẽ cùng các cháu nhỏ đi vào trong nhà để cho cô chú anh chị có thể hình dung được căn nhà của các cháu nhé. Thế tôi ăn là như hả? Nên nói gì? À sẽ theo cái gì đó, sẽ khen lên cái gì đó. Ăn gì? Đấy, không có gì này. Đấy. Ê, chỗ này chú mỏi nhá rồi. Em nổi bên cái, em không có dép đi à? Có không? Có à? Có em dép vào đấy. Đây là nồi mềm mén của gia đình. Đấy, bà. Đấy, bà thì không nhìn thấy rồi, bây giờ thì cũng không có gì ăn. Bây giờ em đóng vào đi. Đấy, có rau ăn không? Có rau ăn, với lại mềm mén thôi à? Có muối mềm mén thôi. Đấy, nó rau thật bò. Em ngủ chỗ nào đấy? Giường đây là giường của em à? Đang đi xem này. Đây là giường của em. Đấy, cô chú ạ, giường của các em thì cũng ngủ bằng cái tre thôi nhé. Đấy, chiếc giường rất là đơn sơ. Các cháu thì là không có bố mẹ nên là hoàn cảnh sống cũng không được như các cháu nhỏ khác nữa. Nên là cũng rất là đáng thương. Thì em mình cũng chia sẻ cái thức phim này lên trên kênh thì cũng không biết nói gì hơn nữa. Các nhà hảo tâm cũng như là Mạnh Thường Quân xem thế thì có thể giúp đỡ các cháu một phần nào đó nhỏ nhỏ cho cuộc sống các cháu có thể ổn định và tốt hơn nhé. Thì hôm nay thì ba anh em vào đây thì cũng không chuẩn bị được cái gì vì là cũng không biết đấy. Nên là vào đây thì cũng nghe bà con hàng xóm ở trong cái xóm này nói thì ba anh em mới vào trong này thì cũng không mua được quà gì nữa. Và chợ thì rất là xa nữa. Thì có lẽ là em mình cũng
gửi một ít tiền để cho các cháu đi mua một chút đồ ăn để cho gia đình nhé. Đấy, Mai ơi, nó ăn đâu hả? Ăn đâu biết thật ăn, mất cho mình cho trẻ ra. Thế thì bà thì cũng không nhìn thấy nên là sẽ đưa em mình sẽ gửi cho gia đình là 100.000. Bởi vì là em mình thì cũng vào đây thì cũng không chuẩn bị được quà gì hết. Mấy quả sức là ăn là không làm nhân ngay đâu à, bỏ đến đây đấy. Mấy em trai thì cũng còn rất là nhỏ nữa. Ôi nhờ tụt lon rồi nhá. Đấy, đây là chị gái luôn, đấy, chị gái cả. Còn các em, hai em thì là em trai nhưng mà còn rất là nhỏ tuổi. Bỏ, bỏ ung á, ít quả sức là mai thì mai một đứa à. Ít thiết cái đầu là chỉ có ít thùng chè đầu kín nên nó hở. Ông mình nhiều quá, nhớ nó đét tôi chỉ tàu gió chỉ tôi hai ông mới khát xe mày tàu máy xe. Tôi nhớ phải tí tôi. Nhớ phải đợi nó qua. Ừ, nhớ phải nó qua. Nhớ nó qua. Ừ, và nên nhớ này học của họ. Em ơi, ngoan nhá. Ở nhà thì ngoan nhá, biết chưa? Ở nhà ngoan nhá, xong là các anh đi về đấy nhá. Nhá bà họ, bà em bình thường nhất là các cháu ấy đấy bà, vì là hoàn cảnh thì như cô chú thấy rồi, trong nhà thì không có cái gì cả, cái giường thì cũng rất là đơn giản thôi, ngủ bàn ghế tre thôi nhá, không có chăn màn gì cả. Em mình thấy sơ qua căn nhà thì rất là đáng thương, cái nền nhà thì cũng bàn đất nhé, gia đình cũng không có điện ở trong rừng, hơn là cũng không có điện và là chỉ nấu ăn bàn bếp củi thôi. Mà có cái nhất không? Mình mà cái một chơi lớp. Nó nằm mất thì hả? Bà ở thì cố gắng giữ sức khỏe nhá. Sao cháu xin nằm mất á? Mày, cái mì chả, cái chân tay của tao bỏ lên nó ụt á, bao giờ? Ông muốn ăn cái cho tụi mình tuôn thở ông muốn nhá. Mà nên mình nhông gai rồi nhá. Mình nhông gai này, vô là mì chanh này, vô ăn dê này. Thế ông đầu tiên là của ta mất tiếng mà ngủ vô nhá hò. Thì lúc đấy thì em Dương và em Thỏ Chứ thì cũng có gửi một ít tiền đấy cho bà với lại em nữa rồi. Thì em mình cũng không có nhiều nhưng mà cũng gửi một ít để cho bà với lại các cháu mua được một ít thức ăn nhá. Còn bây giờ thì em mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã quan tâm và theo dõi thuyết phim này của em mình. Em mình xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì em mình xin phép khép lại cái video của em mình tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những thức phim video tiếp theo trên kênh Người Đá Vùng Cao. Xin chào.